Lạy Chúa là Cha nhân từ yêu dấu của chúng con. Chúng con là con cái yêu dấu của Ngài. Cho nên mỗi tuần lễ, chúng con lại nhớ hợp lại đây dưới chân của Chúa. Để rồi chúng con cùng nhau hát ngợi khen tôn vinh của Ngài. Và đồng thời chúng con cùng đọc Kinh Thánh để tìm hiểu về ý muốn của Đức Chúa Trời đối với con cái của Chúa. Và đồng thời chúng con cũng có kế hội nghe lời giảng của một sư quán nhiệm chia sẻ những lời rút ra từ Kinh Thánh để từ đó gây dựng đức tin cho mỗi người của chúng con. Và mỗi người của chúng con sẽ mạnh mẽ tiến bước theo lời của Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Lạy Chúa, bây giờ chúng con đang ở trong những ngày đầu năm. Nhớ lại xưa kia, những ngày đầu năm thì dân tộc Do Thái đã cầu nguyện ăn năn. Ăn năn là nhận biết mình có những khuyết điểm và đồng thời đau buồn những khuyết điểm đó và đồng thời xưng tội ra. Và khi mình xưng tội ra, Chúa là lòng thành tín công bình tha thứ mọi khuyết điểm trên đời sống của chúng ta và chúng ta được tự do trình diện trước mặt Đức Chúa Trời. Không những chúng con phải xưng tội ra, nhưng mà chúng con cũng phải khước từ, hủy bỏ những cái tội lỗi mà con người của chúng con đang vấp phải, phải giả từ nó và đồng thời quay về với Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài. Và khi quay về với Đức Chúa Trời là đời sống của chúng con đã giả từ nếp sống cũ, mặc lấy nếp sống mới trong Chúa Giêsu, để rồi chúng con có một đời sống giống như Đức Chúa Trời. Và khi chúng con có đời sống giống như Đức Chúa Trời là sự công bình thánh khiết của Ngài ngự trong đời sống của chúng con, và đời sống của con sẽ mạnh mẽ để sống và phục vụ Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài ở cùng hội thánh của chúng con, ban phước cho mỗi người của chúng con có năng lực từ nơi Ngài, để rồi chúng con sống, chúng con hành động và chúng con can đảm ra đi nói lời Chúa cho đồng bào của chúng con, để rồi đồng bào của chúng con có cơ hội để chớp tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ở cùng hội thánh của chúng con, chúc phước cho mục sư Du Sư Dương có sự khôn ngoan thông sáng để có thể bước theo đường hướng của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.